Chào anh chị em gia đình GIP toàn cầu. Như là thường lệ thì vào thứ tư hàng tuần chúng ta có chương trình huấn luyện chuyên sâu về công nghệ và sản phẩm. Hôm nay Văn rất là vui được mời Blue Diamond, dược sĩ Đoan Trang để chia sẻ với chúng ta. Thưa các anh chị và các bạn, Đoan Trang là một leader của GIP mà Văn rất là quý mến vì cái sự năng nổ tận tâm trong công việc của chị. Chúng ta thấy là Đoan Trang xuất hiện trên nhiều cái chương trình Zoom và Facebook Live của GIP và có những cống hiến rất là đáng nể cho hệ thống của GIP toàn cầu. Xin mời dược sĩ Đoan Trang gửi lời chào đến anh chị và các bạn. Hello, em chào anh Văn và Đoan Trang cũng xin đến chào tất cả các anh chị em kiếp toàn cầu ngày hôm nay. Thưa các anh chị và các bạn, Văn đang cầm trên tay đây là một cái sản phẩm Racing Max của Pharmanex Nu Skin. Chúng ta biết là sản phẩm nó là linh hồn của kinh doanh, sản phẩm là công cụ, là linh hồn của kinh doanh. Sản phẩm tốt và có uy tín thì chúng ta sẽ phát triển kinh doanh rất là tốt và bền vững. Văn còn nhớ là cách đây 4 năm khi mà đến Toronto thì Văn gặp một chị hơn 60 tuổi. Chị có rất là nhiều bệnh, người yếu đến mức độ mà chị ngồi ở bến xe buýt các anh chị. Mà khi xe buýt đến họ mở cửa ra rồi mà chị không thể đứng dậy để bước lên xe được. Lúc đó thì đang có một cái chương trình ưu đãi của cái bộ sản phẩm. Nó có mấy thứ mà nó có cái RaceMax này các anh chị. Thì Văn đã giới thiệu hướng dẫn chị sử dụng và một cái điều kỳ diệu đã xảy ra. Chỉ sau 1 tháng thì cái sức khỏe của chị đã hồi phục, chị mạnh khỏe hồng hào và khiến những người bạn bè xung quanh họ rất là ngạc nhiên. Sau đó thì chị đi chia sẻ với mọi người và Văn bắt đầu xây dựng một cái hệ thống kinh doanh từ đấy các anh chị ạ, và cho đến nay nó phát triển trên toàn cầu từ một cái sản phẩm rất là nhỏ này. Cái người phụ nữ đó là chị chồng của Blue Diamond Thủy Hoàng các anh chị. Sản phẩm nhỏ mà lợi ích về sức khỏe và tài chính không hề nhỏ phải không các anh chị? Bây giờ thì chúng ta sẽ xin mời Blue Diamond dược sĩ Đoan Trang bật mí điều gì khiến cho sản phẩm RaceMax của Pharmanex không phải là thuốc tây, không phải là dược phẩm nhưng nó lại được niêm yết ở trên tân dược điển PDR, thưa dược sĩ. Dạ, cảm ơn anh Văn. Và trước khi Đoan Trang chia sẻ thì Đoan Trang cũng muốn nói là những cái tuyên bố này á, là đây là về cái phương diện thuốc tây và chưa có được đánh giá bởi cũng như là cái cục quản lý thực phẩm và dược phẩm ha các anh chị ha. Đây là cái sản phẩm này không có nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị, chữa trị hoặc là ngăn ngừa bất kỳ cái bệnh nào. Và giống như và anh vừa chia sẻ đó, cái cẩm nang thầy thuốc hay còn gọi được là PDR là cái cuốn sách các bác sĩ dùng để tìm hiểu về tất cả các loại thuốc dược phẩm khi kê đơn cho bệnh nhân. Cái cuốn sách này nó rất cần thiết vì nó thể hiện hàng ngàn loại thuốc và có rất nhiều các phản ứng phụ cũng như các tác động phụ quan trọng là cần phải được quan tâm. Đó là một cái lợi ích rất lớn cho các công ty có sản phẩm được công bố ở trên cái cuốn PDR này. Để làm được cái việc đó đó là bạn phải đạt tiêu chuẩn rất là cao và phải đủ khả năng để chứng minh chất lượng sản phẩm của mình. Pharmanex của Nu Skin có 6 tiêu chuẩn đạt hoặc vượt hơn các quy định về cái chất lượng dược phẩm thì rất là xứng đáng để công bố cho toàn thế giới được biết cái sản phẩm của chúng ta vượt xa các công ty khác. Pharmanex là công ty thực phẩm bổ sung được đăng trong cuốn PDR cẩm nang thầy thuốc. Cái điều này đó anh chứng minh rằng Pharmanex cam kết nghiên cứu và phát triển khả năng ứng dụng các nghiên cứu khoa học trên các sản phẩm và đánh giá kết quả của những cái nỗ lực không ngừng của công ty. Pharmanex vượt xa các công ty khác trong ngành công nghiệp đó anh, chăm sóc sức khỏe và thực phẩm chức năng vì sản phẩm của họ đã thể hiện được cái tiêu chuẩn rất là cao về chất lượng đó anh. Wow. Dạ, cảm ơn dược sĩ Đoan Trang đã cung cấp thông tin rất là quan trọng cho nhà phân phối, nhất là đối với những anh chị em nào mới tham gia kinh doanh. Ngày hôm nay có mặt ở trên Zoom này thì cái việc mà hiểu rõ cái uy tín, chất lượng về sản phẩm rất là cần thiết. Đoan Trang có thể cho biết là tại sao Pharmanex lại chọn nấm linh chi đỏ để bào chế ra RaceMax? Câu hỏi đó cũng rất là hay thưa anh, tại vì rất là nhiều người cũng thắc mắc tại vì thì theo truyền thuyết cổ truyền, cái này cũng kể bà một chút xíu về lịch sử nha, em thì mê lịch sử lắm. Theo truyền thuyết cổ xưa hơn 2.000 năm của Trung Quốc, linh chi là một trong những cái sinh vật sống bao gồm cả khuy linh và rồng từ trời rơi xuống khi hoàng đế ban hành một cái chính sách đạo đức. Trong tất cả những cái điều xảy ra tự nhiên, linh chi được coi là điềm tối cao và được ca ngợi rất là nhiều trong các văn học văn bản y học của cổ của Trung Quốc như là Shennong Ben Cao Chen giữa những năm 2006 trước công nguyên. Linh chi dường như cũng đã đến Nhật Bản vào một cái thời khắc rất là sớm, nổi bật trong cả cái cuốn gọi là Nihon Shoki, cái gọi là cái cuốn biên niên sử của Nhật Bản của cái thế kỷ 720 sau công nguyên, và Honzo Weimo của
cái thập niên gọi là 918 sau công nguyên. Đây có thể nói là cái cuốn sách lâu đời nhất của Nhật Bản. Người Trung Quốc đã tôn kính linh chi rất là quý hiếm vì cái sức mạnh của nó để kéo dài cái tuổi thọ, tăng cường sức khỏe và sức sống. Nó được biết với các tên gọi khác, theo truyền thuyết khi mà nó hóa gỗ như là nấm trường thọ, nấm vạn niên, nhung tiên thảo, nấm kỳ diệu. Mấy cái tên rất là mỹ miều hơn ha. Và cái nấm linh chi là một cái loại nấm hình dạng giống như kệ ở hai bên của những cái cây lá rộng. Lá rộng rụng vào và gốc cây. Linh chi là một loại nấm, nó có cái tên gọi là Pasidimosidae lamellalis, em đọc theo cái tiếng Việt ha, thuộc họ là Polyporaceae đó. Trong tự nhiên, linh chi mọc ở trong núi rừng rậm rạp với cái độ ẩm rất là cao và cái ánh sáng lu mờ, được tìm thấy chủ yếu ở Trung Quốc và Đài Loan. Nó hiếm khi được tìm thấy, lý do tại sao? Vì nó phát triển chủ yếu trên các thân cây khô của cây mận chết, gọi là cái tên khoa học là Gugus serrata hoặc là Parsonia. Trong số 10.000 cây lâu năm như vậy, chỉ có thể có hoặc có 2 hoặc là 3 cây sẽ có cái sự tăng trưởng của linh chi. Do đó nó thật sự rất là khan hiếm. Cái bào tử của linh chi đó anh, nó có cái lớp vỏ bên ngoài rất là cứng đến mức không thể nảy mầm, và điều này đã tạo nên cái sự khan hiếm của nó. Người ta nói rằng đó anh, là vào cái thời xa xưa, khi một người mà phát hiện ra cái linh chi, họ vô rừng họ phát hiện ra cái linh chi này, nó phải được giữ bí mật ngay cả với người thân nhất của họ, và đánh dấu một cái kỷ lễ niệm ăn mừng với cái sự trở về thành công hiệu quả. Có nghĩa là nếu mà em vô rừng em kiếm được cái này, em sẽ về nhà em sẽ không báo cho ông xã em biết. Nó quý hiếm như vậy. Bạn có báo vậy. Yeah. Bạn có thể, tức là cho mình thấy là bạn có thể thấy cái linh chi này quan trọng và mạnh mẽ như thế nào, vì đã được xem xét trong thời cổ đại là thứ hạng trong văn bản Trung Quốc, không phải vì tầm quan trọng mang tính biểu tượng của nó như một điềm tốt, mà vì tính chất dược liệu của nó. Cái cuốn sách này đã được biết đến ở Nhật Bản là cái Shino Honshokyo, hiện được chấp nhận là sách giáo khoa gốc của khoa học y học phương Đông. Trong đó đó anh, họ có 365 loại thuốc được phân loại và giải thích. Các loại thuốc về cơ bản được phân thành 3 loại, 120 số trong chúng được tuyên bố là thuốc ưu việt, và 120 loại khác đó anh, được phân loại là thuốc trung bình, và 125 loại còn được sắp xếp vào cái loại công bằng. Các loại thuốc ưu việt được gọi là thảo dược của Chúa, tức là vua Chúa, tức là cũng như là vua của của những vị dược thảo đó, và chúng dành cho cái tuổi trẻ và tuổi thọ vĩnh cửu. Cái loại thuốc của các pháp sư mà huyền thoại họ xài, các loại thuốc trung bình là những loại thuốc có thể được dùng làm thuốc bổ, và những loại trong danh mục công bằng được dùng để khắc phục các bệnh cụ thể. Người ta phải cẩn thận về cái khối lượng của các loại thuốc trung bình và công bằng, và không bao giờ nên dùng chúng liên tục, tự vì có những cái phản ứng phụ. Tuy nhiên, cái cuốn sách nói rằng đối với các loại thuốc ưu việt, bất kỳ số lượng nào cũng có thể được sử dụng theo ý muốn liên tục và mà không có tác dụng bất lợi. Trong số các loại thuốc ưu việt được liệt kê trong cái văn bản này đó anh, linh chi được đánh giá số 1. Linh chi có lợi ích linh chi có lợi ích cho tim và phổi, nuôi dưỡng tinh chất và năng lượng sống, ngăn ngừa bệnh tật và hoạt động trong nhiều thiên niên kỷ như một cái loại thuốc bổ. Linh chi được công nhận là một loại thảo mộc rất là cao cấp trong cái cuốn mà Shannon Ben Couchin ngày xưa đó mà em vừa nêu trên, là có thể nó là cấp bậc cao cấp. Loại này chỉ dành riêng cho các loại thảo mộc là thảo dược bổ không có độc hại, không có tác dụng phụ ngay cả khi dùng trong một thời gian dài. Vì cái sự hiếm hoi này của nó đó anh, nghiên cứu sâu rộng và sử dụng rộng rãi linh chi bị cấm. Nhưng chính vì sự công nhận này mà có những nghiên cứu siêng năng đạt đến các cái phương pháp mà canh tác linh chi khả thi cho các sản phẩm thương mại sau này. Vào cái năm 1971 á, một tiến sĩ người Nhật đó là Chukio Nao, một nhà nghiên cứu tại Đại học Nhật Bản, đã phát triển thành công việc khai thác gỗ nhân tạo của linh chi. Cái phát hiện này đã dẫn đến khả năng nuôi trồng linh chi với số lượng lớn và khả năng tái sản xuất và phù hợp với sự thành công của tu luyện linh chi.
Nghe, nghe hấp dẫn ha. Thế giới vui mừng vì việc sử dụng linh chi phong phú trong nghiên cứu và tiêu thụ. Trồng linh chi do người Nhật phát triển được, nuôi cấy bằng cách ghép cái nấm linh chi lên cái gỗ khô lâu năm của gỗ sồi Nhật Bản đó anh. Rồi sau đó nó được trồng trong cái nhà kính, trong cái điều kiện kiểm soát rất là chặt chẽ. Wow, dược sĩ Đoàn Trang đúng là pro, là người chuyên nghiệp về sản phẩm rồi các anh chị. Chúng ta đã hiểu là nấm linh chi là một trong những thành phần dược thảo, ngày xưa còn được gọi là thuốc tiên các anh chị, quan trọng nhất của các nước phương Đông trải qua nhiều ngàn năm đúc kết kinh nghiệm. Người Trung Hoa thì có công phát hiện, sử dụng và chứng minh cái công dụng tuyệt vời của nó. Nhưng người Nhật thì có công phát minh ra cái cách cấy trồng để mà thương mại hóa cái việc khai thác công dụng của linh chi. Còn chúng ta, tập đoàn Pharmanex các anh chị thì lại đưa linh chi lên một cái đỉnh cao hơn nữa, nhất trong các loại thực phẩm chức năng. Tức là bây giờ xin mời dược sĩ Đoan Trang có thể giải thích là cái lý do gì khiến cho Racimax vượt trội so với tất cả những cái sản phẩm cùng chiết xuất từ linh chi trên thị trường thế giới. Anh hiện tại đó là trên thế giới này chúng ta có 62 loại linh chi mà người ta đã tìm biết về linh chi. Thì trong cái số đó đó anh có 6 loại rất là phổ biến nhất. Đó, màu là màu đỏ nè, tím nè, xanh nè, vàng nè, đen và trắng, tức là 6 loại. Nhưng mà Pharmanex sẽ chọn sử dụng cái linh chi đỏ vì nó có thể tạo ra cái chiết xuất chất lượng cao nhất và được nghiên cứu và đánh giá khoa học nhiều nhất. Một số quốc gia hiện nay đó anh đang tiến hành nghiên cứu tinh vi với cái loại linh chi này với cái hy vọng sẽ tiếp tục thực hành vào khoa y học và các tập sách báo cáo kết quả của nghiên cứu cũng như vậy đó anh. Các bào tử của cái linh chi này có cái lớp vỏ bên ngoài rất là cứng với nhiều lớp và là một cái loại nấm hiếm quý và cực kỳ khó trồng. Công ty Pharmanex đã trồng cái Racemax này được sản xuất thông qua canh tác gỗ tròn, có nghĩa là nó đòi hỏi thời gian canh tác từ 120 cho đến 200 ngày. Cái phương pháp này được chọn lựa ưa thích hơn là cái mùn cưa bột gỗ và canh tác chai vì nó mang lại cái chất polysaccharide và cái chất triterpene từ cơ thể đậu quả. Người ta thấy rằng tinh chất chiết xuất từ vương miện, tức là cái bề mặt của cây nấm á, mạnh hơn so với từ cái thân cây. Có những cái công ty họ canh tác từ những cái gỗ gọi là từ cái bột gỗ và từ những cái chai, từ cái chất lỏng. Ngoài ra những cái phương pháp mà canh tác khác đó anh, giống như em vừa nêu trên là từ những cái gỗ, bột gỗ và chất lỏng, nó dễ bị nhiễm và nó dễ bị nhiễm bẩn và khó kiểm soát chất lượng. Racemax của Pharmanex được trồng trong cái môi trường có kiểm soát, không có chất gây ô nhiễm hoặc thuốc trừ sâu. Tất cả các thành phần được kiểm tra độ tinh khiết và trong trường hợp các thành phần được chứng nhận nguyên chất bằng xét nghiệm vi sinh vật, chẳng hạn như là xét nghiệm Salmonella, E. coli, coliforms khác và cũng như những cái chất giống như là những cái vi sinh học giống như là Staphylococcus aureus, những cái tổng số đĩa nấm men và nấm mốc họ phải check kỹ hết. Các nhà sản xuất của Pharmanex đã trải qua cái quá trình lựa chọn và chứng nhận chi tiết để bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt do Cục Quản lý Thực phẩm của những nơi và cái quy trình 6S đặt ra đó anh. Và Pharmanex đã phát triển một cái quy trình chiết xuất nhiều bước độc quyền làm tăng cái năng suất và cái nồng độ của các hoạt chất này. Hầu hết các sản phẩm linh chi khác chỉ sử dụng một quy trình chiết xuất duy nhất dẫn đến một sản phẩm có nồng độ hoạt chất thấp hơn và thường thiếu các hợp chất giống như là chất triterpene. Thì Pharmanex trong cái bước đầu tiên của cái quy trình chiết xuất á, họ tập trung vào chiết xuất cái chất triterpene trước, rồi trong khi bước thứ hai đó họ tập trung vô cái chất là polysaccharide và cái bước thứ ba công nghệ Pharmanex độc quyền họ tách các cái chất polysaccharide bổ sung từ thành tế bào cung cấp cho Racemax một trong những hoạt chất cao nhất hiện có trong sản phẩm linh chi đó anh. Tại vì họ không chỉ dừng ở ba bước chiết xuất độc đáo mà em mới vừa nêu trên mà Pharmanex sử dụng luôn một cái công nghệ mới rất là độc quyền, cái đó gọi là tách nứt bào tử. Bào tử là gì? Cái bào tử của linh chi là nó tương đương với những cái hạt của cái hạt và nó là một cái các tế bào sinh sản là hình trứng màu nâu. Nó được phát hành khi cái nấm nó trưởng thành
Đó là lý do tại sao có nhiều công ty hoặc nhiều họ công tác đó, họ nắm chưa trưởng thành là mình không đạt được những cái hóa chất này, cái hóa chất gọi là chiết xuất ưu tú này. Đó có thể đây có thể nói là cái nguồn thành phần hoạt động mạnh nhất và được bảo vệ với nhiều lớp vỏ ngoài cực kỳ cứng, giúp ngăn chặn cái chất polysaccharide và triterpene có trong bào tử được hấp thụ. Nhưng mà cái vấn đề này đã được giải quyết khi Pharmanex sử dụng công nghệ bào tử nứt để giải phóng các hoạt chất bổ sung, cung cấp hoạt động miễn dịch độc nhất, gọi là độc nhất vô nhị trong các sản phẩm hiện đang có trên thị trường đó anh, so với những linh chi khác. Cảm ơn dược sĩ Đoan Trang rất là nhiều. Một loạt những thông tin rất là hữu ích các anh chị. Hôm nay Văn cũng học được những điều rất là quan trọng. Văn có thể tóm tắt cái sự khác biệt của sản phẩm Resimax của Pharmanex so với những sản phẩm mà cũng được chiết xuất từ nấm linh chi ở trên thị trường. Tức là cái thứ nhất là vấn đề canh tác thì Pharmanex đã chọn cái quy trình canh tác nó cho ra một cái hàm lượng những cái dưỡng chất cần thiết ở trong cái nấm linh chi nó cao hơn. Và cái thứ hai là công nghệ của mình chiết xuất được những cái dưỡng chất, những cái hoạt chất mà đặc biệt quý hiếm mà nhiều cái công ty khác họ không thể chiết xuất được. Vừa rồi thì dược sĩ Đoan Trang có nhắc đến Resimax của Pharmanex được sử dụng cái công nghệ bào tử nứt để giải phóng những cái hoạt chất bổ sung, cung cấp cái hoạt động miễn dịch độc nhất mà không có ở các cái sản phẩm Resi khác các anh chị. Đoan Trang có thể giải thích rõ hơn về điểm này không? Và Resimax hỗ trợ cho cái hệ thống miễn dịch cụ thể như thế nào? Dạ, thưa anh. Và thưa anh và các anh chị và các bạn thì các thành phần hoạt động chính bị khóa sâu bên trong những cái tế bào, những cái bào tử nhỏ đặc biệt có lợi ích cho hệ miễn dịch là polysaccharide, còn được biết đến tên hóa học giống như beta 1,3 glucans và những cái chất triterpenes, acid ganoderic và các loại khác được tìm thấy trong cơ thể đậu quả của linh chi và các bào tử được tách nứt. Các thành phần khác được tìm thấy tự nhiên trong linh chi bao gồm nucleoside, axit béo nè và axit amin nè. Các thành phần thu được này đã được tiêu chuẩn hóa thành 6% triterpene và 13,5% polysaccharide cùng với chiết xuất 1% các bào tử bị nứt 100%. Cái này có thể nó rất là đặc biệt nha các anh chị, từ vì nó chiết xuất từ các cái bào tử mà những công ty khác không làm được. Đây là mức độ hoạt chất chiết xuất có sẵn với kích hoạt cao nhất, cung cấp hoạt động miễn dịch độc đáo không có trong các sản phẩm linh chi khác trên thị trường. Anh biết là cái hệ miễn nhiễm của mình anh, để duy trì một cái hệ thống miễn dịch khỏe mạnh bao gồm ngủ đủ giấc nè, giảm căng thẳng và tránh các độc tố giống như khói thuốc lá và ô nhiễm công nghiệp gây thêm gánh nặng cho hệ thống phòng thủ tự nhiên của chúng ta. Một chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh, giàu các thành phần ăn kiêng đã được chứng minh là hỗ trợ chức năng miễn dịch tối ưu, cũng như là có thể cung cấp hỗ trợ rất cần thiết cho hệ thống miễn dịch. Ăn kiêng chứ không phải là nhịn ăn nha các anh chị. Và linh chi, New Skin linh chi có công dụng hỗ trợ toàn diện chức năng hệ miễn dịch, khỏe mạnh, thúc đẩy sự phát triển và hoạt động của cơ chế miễn dịch của mình đó anh, và hệ thống phòng thủ bảo vệ cơ thể với công thức được tiêu chuẩn hóa và độc quyền. Cái công nghệ tách nứt bào tử độc quyền giải phóng nhiều hơn các thành phần hoạt chất hỗ trợ miễn dịch mạnh mẽ này và cung cấp các dưỡng chất rất là cần thiết cho cơ thể để cơ thể mình có thể phản kháng lại các tác động từ môi trường, ngăn không cho vi khuẩn gây bệnh và có cơ hội xâm nhập vào cơ thể, cho mình luôn trong cái trạng thái khỏe mạnh nhất đó anh. Rồi, cảm ơn dược sĩ Đoan Trang đã chỉ rõ những ưu điểm vượt trội của Resimax so với những cái sản phẩm linh chi khác trên thị trường. Bây giờ dược sĩ có thể cho biết những cái lợi ích cụ thể của cái việc sử dụng Resimax như thế nào không? Dạ có anh. Dạ, linh chi đó nó có tác dụng tốt trên các bộ cơ thể như sau: hệ miễn dịch. Điều biến cũng như kích thích cái hệ miễn dịch hoạt động, cũng như là hoạt động kém và ức chế cái hệ miễn dịch khi nó hoạt động quá mạnh, cũng như cái hệ miễn dịch cũng như nó cân bằng lại anh, hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan siêu vi, tăng hoạt động tế bào miễn dịch, giúp cho cái cơ thể giống như sản xuất cái chất gọi là người ta nói giống như interferon vậy đó. Nhưng mà các anh chị nhớ cái này là dược thảo nha, dựa trên những cái nghiên cứu của ở bên đông đông gọi là cái gì đó
bên gọi là đông y đó nha các anh chị. Đông y. Dạ. Chống dị ứng, giúp chống dị ứng, chống viêm do axit ganoderic hỗ trợ, rồi nó chống, nó giúp cho mình chống cái gốc tự do, giúp hỗ trợ đường huyết, tức là lượng đường, hỗ trợ giảm cholesterol xấu, giảm triglyceride tức là chất mỡ béo đó các anh chị, chất LDL xấu á, và nó giúp cho mình kiểm soát béo phì, nó giúp cho mình chống stress, áp lực tâm, tâm trạng và cơ thể luôn, tăng, nó tăng cái chất lượng giấc ngủ của mình, nó hỗ trợ điều hòa huyết áp, cải thiện tiêu hóa. Nhờ vào cái chất mà polysaccharide mà em nêu trên á, đây là một cái chất gọi là chống oxy hóa rất là cao, antioxidant, có lợi trong cái điều trị bệnh ung thư luôn. Dạ, nó hỗ trợ về cái bệnh ung thư. Ví dụ đó anh, là người ta làm những cái nghiên cứu, có rất là nhiều nghiên cứu, có thể nói là trên 30 cái nấm linh chi của Pharmanex, anh và các bạn, là được dùng trên 30 cái nghiên cứu được công bố nha, ở trên toàn thế giới, tức là đây là một cái sản phẩm chuẩn, rất là chuẩn hóa mà được dùng trong những cái nghiên cứu. Và một cái nghiên cứu mà người ta dùng đó là người ta cho thấy cái tác dụng của cái nấm linh chi đỏ này đối với cái sự tăng sinh tế bào trong tế bào vú. Nghiên cứu mang lại kết quả cho thấy cái nấm linh chi này có tác dụng mong muốn đối với sự tăng sinh tế bào khỏe mạnh trong tế bào vú của con người. Và cái nghiên cứu thứ một cái đến nữa là em lấy cái ví dụ là những cái người mà nghiên cứu của nhà khoa học Trung Quốc đó, họ đã phát hiện ra rằng khi mà mình kết hợp cái hoạt chất trong cái Richmax nha, phải đặt là Richmax và tea green của công ty luôn, thì nó tạo ra cái tác dụng hiệp đồng ức chế sự phát triển của khối u và trì hoãn thời gian tử vong. Người ta nghiên cứu là cái gọi là một cái loại ung thư bú gọi là sarcoma đó các anh chị, cũng như là cơ bắp mà sarcoma loại ung thư đó ở trong chuột, thì người ta thấy khi mà họ kết hợp Racemax với lại tea green nó ức chế rất là cao. Và linh chi đã được dùng trong những cái nghiên cứu giống như là hỗ trợ cái tuyến tuyền liệt prostate đó, đó khỏe mạnh ha các anh chị. Và cái sản phẩm này đó anh, có thể là mọi đối tượng, những cái người trưởng thành quan tâm đến việc hỗ trợ và bảo vệ hệ miễn dịch của cơ thể đều có thể xài được. Đặc biệt là những người thường xuyên hút thuốc, tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, những anh chị mà làm trong những cái môi trường mà rất là nhiều hóa chất, môi trường độc hại, những cái người mà không ngủ đủ giấc hoặc ai đang cảm thấy bị suy nhược thì nên sử dụng cái Racemax này. Nhưng mà nếu như mà bạn đang mang thai hoặc là cho con bú hoặc đang dùng những cái thuốc điều trị giống như là về thuốc loãng máu chẳng hạn, thì mình nên hỏi bác sĩ trước khi dùng ha. Linh chi đã được chứng minh là ức chế kết tập tiểu cầu, vì vậy những người mà dùng thuốc chống đông máu nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Không phải là loại nào cũng là linh chi không xài được nha các anh chị, chỉ tùy loại thôi. Vì linh chi có thể tăng cường sự tăng sinh tế bào miễn dịch, nên thận trọng những người mà đang điều trị ức chế miễn dịch hoặc những người được chẩn đoán mắc chứng rối loạn miễn dịch. Những người giống như bị dị ứng nấm thì mình cũng nên thận trọng khi mình dùng linh chi. Còn ngoài ra hầu như ai cũng có thể sử dụng cái sản phẩm này. Và ví dụ giống như là mình nên ngừng sử dụng sản phẩm này 2 tuần trước khi mình, hoặc là 2 tuần sau khi mình có phẫu thuật đó anh. Dạ. Yeah. Wow, các anh chị thấy một loạt những cái thông tin rất là hữu ích. Đúng là một cái sản phẩm rất là nhỏ, nhưng mà khi mà nghiên cứu sâu xa vào, chúng ta thấy là cái công dụng của nó quá lớn luôn. Chính vì vậy cho nên là Văn, từ bản thân cá nhân Văn thì đã kinh doanh với Nu Skin được hơn 5 năm. Và trong cái quá trình kinh doanh này thì mình giới thiệu biết bao nhiêu người xài cái sản phẩm này, và cái sự phản hồi nó quá tốt thì các anh chị ạ. Và nó cũng giúp cho Văn mở ra cả một cái hệ thống kinh doanh, và nhiều anh chị em khác ở trong gia đình HIT chúng ta mở ra cả một cái hệ thống kinh doanh lớn trên toàn cầu. Bản thân cá nhân Văn và Văn biết nhiều một số người khác cũng dùng cái sản phẩm này, thì trước đây Văn cũng đã bị viêm gan B rất là nặng các anh chị ạ, tức là đã phải vài năm ở trong cái tình trạng mà bác sĩ yêu cầu phải cách ly, dùng nhiều cái loại thuốc mà chữa không khỏi, bác sĩ nói là chữa không khỏi. Cái số lượng siêu vi khuẩn được đo ở trong máu nó rất là cao. Các anh chị biết là có Blue Diamond Mạnh Vũ cũng ở trong cái tình trạng như vậy, và hai anh em Văn thì có dùng cái bộ sản phẩm trong đó có cái Racemax này, và
suốt trong vòng hơn 4 năm nay thì cái vấn đề mà viêm gan B, các anh chị mỗi lần mà đi thử máu, đi kiểm tra sức khỏe toàn diện ấy, thì bác sĩ không thấy nhắc đến cái vấn đề ấy nữa. Đấy là một cái điều rất là đáng mừng. Và trong gia đình thì lúc nào mình cũng có cái lọ này. Cái thứ nhất là mình để mình sử dụng, nó là một cái loại mà sản phẩm bổ dưỡng rất là tốt, nhưng nó lại có những cái công dụng rất là tuyệt vời như là dược sĩ Loan Trang vừa mình chia sẻ. Cảm ơn dược sĩ Loan Trang rất là nhiều. Chúng ta nghe nói là hôm nay Đoan Trang có mời một số người đã sử dụng cái sản phẩm Racimax này và có kết quả rất là tốt. Đoan Trang có thể mời các anh chị đó lên chia sẻ với anh chị em kíp toàn cầu được không? Xin mời Đoan Dạ, Trang. dạ được thưa anh. À, bản thân em cũng là sử dụng cái Regimax này, có thể nói là tuân thủ rất là cao, giống như religiously luôn á. Em xài, em dùng LVD mỗi ngày ha các chị ha. À, vì mình cũng trong gia đình mình cũng có những cái tiền sử bệnh giống như về ung thư rồi này kia đó, thành ra mình luôn luôn dùng cái Regimax này. Bản thân em thì em dùng tới 4 viên một ngày để hỗ trợ cho sức khỏe của mình. Ok, thì em có mời được là hai người khách rất là xinh đẹp ngày hôm nay có mặt để cống hiến và chia sẻ cái trải nghiệm mà đã Linh Chi và cũng như những cái dòng sản phẩm Pharmanex đã hỗ trợ sức khỏe của họ như thế nào trong thời gian qua. Thì người đầu tiên em muốn mời đó là Jessica Phan đến từ Texas. Thì chị có thể mời Jessica mở đường like và em có thể cho chào gửi lời chào của em đến với tất cả các anh chị giúp toàn cầu, và em có thể cho biết là cơ duyên nào đã đưa em đến với cái cơ hội và những cái dòng sản phẩm Pharmanex này em, cơ hội kinh doanh và dòng sản phẩm Pharmanex. Chị mời Jessica. Ok, dạ em xin chào anh Blue Diamond Văn Phạm và chị Blue Diamond Dược sĩ Đoan Trang. Hôm nay rất là vinh dự và cảm ơn anh Văn và chị Đoan Trang đã cho em có cơ hội để chia sẻ với các anh chị em của nhóm Kiếp trên toàn cầu. Mình xin giới thiệu, em tên là Jessica Phan ở Dallas, Texas, cùng với gia đình và ba con. Mình gắn bó với trong ngành nail là trên 15 năm. Thì trong suốt cái thời gian mà em làm trong cái ngành nail á, thì mỗi lần em thấy những bà mẹ cuối tuần dẫn các con đồ đi chơi đó, em rất là chạnh lòng và rất là buồn là mình không có thời gian để dẫn các con mình đi chơi vào cuối tuần. Thì may mắn em được một người bạn chia sẻ cái cơ hội kinh doanh Nu Skin, và em đã tham gia. Và trong thời gian em tham gia thì cái giá trị mang đến cho em á là có một cái sức khỏe được tốt hơn, và có một cái thời gian cho con và có một thêm nguồn thu nhập thụ động. Cảm ơn em, lời chia sẻ rất là hay. Đó là cái cơ duyên em đã đến với cái cơ hội và cái kinh doanh này. Thì cũng chúc cho em sẽ thành công nhiều hơn nữa trong tương lai. Nhưng mà vì em có nêu ra là giúp cho em về cái sức khỏe đó, thì em có thể cho chia sẻ cho tất cả các anh chị em có mặt trên Zoom ngày hôm nay, là chị biết là em xài rất là nhiều dòng sản phẩm của Pharmanex và rất là yêu thích. Nhưng mà em có thể cho tất cả anh chị em biết là em đã xài những dòng sản phẩm nào và Linh Chi Vishnak đã giúp như thế nào cho sức khỏe của em. Dạ, em cảm ơn chị dược sĩ Đoan Trang. Dạ, thì em á là em hồi lúc ở Việt Nam em bị siêu viêm gan B hồi lúc 16 tuổi. Và sau đó thì em được đi qua bên định cư bên Mỹ và em đã bước vào trong ngành nail. Thì trong suốt thời gian em trong làm trong ngành nail á, em hủy hóa chất rất là nhiều. Trong cái thời gian mà 16 tuổi em bị siêu viêm gan B á, là lúc đó là cái con vi khuẩn nó đang ngủ thôi, nó chưa có hoành hành. Thì khi mà em bước vào trong ngành nail á thì mấy năm sau thì cái vi khuẩn gan của em bắt đầu nó phát triển, và lúc thời gian đó thì cái bàn tay của em á nó sưng phù, nó sưng rất là lớn và rất là đau nhức. Thì em đi rất là nhiều bác sĩ và nhiều bác sĩ chuyên khoa mà không có chữa được cái bệnh của em. Thì lúc đó thì cái vi khuẩn gan của em á là lên cả triệu triệu con. Thì lúc đó là em rất rất là buồn. Trong thời gian đó là tại vì mình đi làm đó, mình cái tay mình sưng hoài, cứ mỗi tháng nó sưng một lần, mà một lần nó sưng là một tuần lễ nó mới hết, cho nên em rất là buồn và đau khổ. Thì lúc đó rất là may mắn là có một người bạn chia sẻ về cái dược thảo của sản phẩm của Nu Skin, và em đã dùng cái bộ năm.
Thì trong bộ năm đó đó là em tâm đắc nhất á, là cái sản phẩm Resimac mà chị đã chia sẻ. Em trong suốt thời gian em dùng cái sản phẩm, những sản phẩm đó thì em đi khám nghiệm máu lại thì vi khuẩn gan từ triệu con nó xuống còn lại có 3.000 con thôi, và đồng thời cái bàn tay của em á chị nó không có còn sưng nữa. Nói em rất rất là hạnh phúc, là vui, là cái dòng dược thảo này nó giúp cho em, mang lại cho em một cái sức khỏe tốt đó. Thì thì trong trong thời gian mà em trải nghiệm sản phẩm thì em thấy cái sức khỏe em tốt hơn, và bắt đầu em mới kinh doanh trong cái của Nu Skin, và giúp cho em có bây giờ em có được có một thời gian cho con và có thêm cái nguồn thu nhập giúp cho gia đình. Và hạnh phúc nhất là bây giờ là em càng khỏe hơn, trẻ hơn, và có năng lượng và tự tin hơn. Và em cảm ơn chị. Thank you em, cảm ơn em rất là nhiều. Cái năng lượng của em chị thấy rất rất là tràn, dồi dào, và nó tràn ra vào khuôn mặt, gọi là làn da rất là xinh đẹp, rất là tươi sáng. Thì rất là mừng là cái dòng sản phẩm Pharmanex đã hỗ trợ sức khỏe và cải thiện sức khỏe cho em. Và em rất là tâm đắc về cái linh chi, ha, cái Resimac. Thì cảm ơn em đã có mặt trên buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và cái người kế tiếp nữa đó anh Văn, em muốn mời đó là Mai Hân Trần đến từ Texas. Hello, chào Mai Hân. Hello. Chào. Dạ thì Đoan Trang cũng rất là vui hôm nay được mời Mai Hân lên đây chia sẻ. Mình biết đó là Mai Hân có một cái sức khỏe rất là yếu, đúng không? Và nhưng mà trước khi mà mình nói về đến cái sức khỏe và dòng sản phẩm đã giúp gì cho Mai Hân, thì Mai Hân có thể gửi lời chào của mình đến với tất cả các anh chị kiếp toàn cầu không ạ? Dạ. Dạ, em xin chào anh Blue Diamond Văn Phạm, xin chào Blue Diamond Đoan Trang. Xin chào tất cả các cô chú và các anh chị trên Zoom sáng hôm nay. Mình rất là cảm ơn và hân hạnh được có cơ hội chia sẻ cái trải nghiệm của mình với tất cả các anh chị và cô chú trên Zoom hôm nay. Và Mai Hân có thể cho biết là lý do cơ duyên nào Mai Hân đã đến với cái cơ hội kinh doanh này không ạ? Dạ, ok. Mình là Mai Hân đến từ Dallas, Texas. Mình đã định cư ở Mỹ được 35 năm và có 3 cháu gái. Background của Mai Hân là kế toán. Mình đã làm kế toán trên 20 mấy năm rồi. Thì từ nhỏ thì Mai Hân đã có một cái sức khỏe rất là yếu, là mình có một cái gốc bị bệnh suyễn. Và cách đây 20 năm thì một cái thận bên phải của Mai Hân đã bị cắt bỏ. Thì từ đó thì cái sức khỏe của Mai Hân đã bị suy yếu rất là nhiều. Mỗi lần vì công việc áp lực hoặc là làm rất là nhiều giờ, nhất là khi mà bị phải làm nhiều thêm giờ để deadline, hoặc là nhiều khi đi chơi xa về thì Mai Hân lại phải bị nhiễm trùng ở phía dưới và phải bị vô bệnh viện, một năm là phải vô bệnh viện rất mấy lần như vậy. Thì cái đó là một cái điều rất là lo ngại cho mình, cho sức khỏe của mình và tương lai của mình, tại vì không biết mai sau là mình lỡ mình nằm xuống thì con cái của mình nó sẽ ra sao. Thì rất là may mắn là cách đây 2 năm rưỡi mình đã được một người bạn thân chia sẻ mình cho mình cái cơ hội kinh doanh Nu Skin. Thì khi mà mình đi tham dự được sự kiện ở công ty thì mình mới rất là sốc, là mình thấy các anh chị rất là bình thường mà có thể là làm được chuyện phi thường. Thì mình sốc là tại sao mình 20 mấy năm trời mình làm trong ngành kế toán, mình cứ bán thời gian, mình bán sức khỏe mà mình vẫn còn phải coi như là bôn ba làm việc. Thì cái đó là mình có thể nói là sốc. Dành Hân đã quyết định đi theo là chọn làm kinh doanh với Nu Skin. Thì cái mà mình tin chắc là cái cơ hội này trong 4 năm nữa mình sẽ có được cuộc sống chất lượng và thời gian giống như các anh chị đi trước. Nhưng mà cái điều mà Mai Hân hạnh phúc nhất, cho mình xúc động một chút xíu nha, là cái sức khỏe của Mai Hân đã được lấy lại. Mình đã có được sức khỏe rất là nhiều sau khi mà mình đã đến với cơ hội Nu Skin hơn 2 năm. Wow, quá tuyệt vời. Thì mình biết Mai Hân có một cái sức khỏe rất là yếu, giống như Mai Hân nói, đi chơi, gọi là có thể các anh chị có thể hình dung người ta đi chơi người ta rất là khỏe mạnh, mà cô này đi chơi xong là về phải đi vô nhà thương, tức là có thể nói là cái sức khỏe yếu như thế nào. Và thì Mai Hân có thể cho tất cả các anh chị biết là Mai Hân đã dùng những cái dòng sản phẩm nào
Và Mai Hân đã, những cái dòng sản phẩm đó đã giúp cải thiện sức khỏe của Mai Hân như thế nào mà ngày hôm nay Mai Hân không có còn phải đi vô nhà thương emergency giống như thường xuyên lúc trước nữa? Thì mà cái một cái dòng sản phẩm nào mà Mai Hân rất là tâm đắc và cũng như Mai Hân nói chia sẻ đã giúp cho Mai Hân không có còn bị dị ứng và không có bị cảm cúm mà bệnh truyền miên vào mùa đông? Thì mình sử dụng bộ ba, nhưng mà nói tóm lại trong sản phẩm New Skin thì mình rất là mê từ trong ra ngoài, nhưng mà đặc biệt nhất là cái dòng dược thảo của bên trong, tại vì sức khỏe của mình yếu cho nên mình có thể nói là mình tâm đắc nhất. Nhưng mà cái một sản phẩm mà mình yêu nhất là cái sản phẩm Rizomax. Mình không đi, mỗi ngày đi đâu là mình không có thiếu nó, mình đi đâu mình quên là về mình cũng phải lấy nó, là mình đi theo mình uống. Thì tại giống như hồi nãy Mai Hân đã nhắc là mình có một cái gốc bệnh suyễn, cho nên mỗi lần mà mùa đông á, là mùa đông tới là Hân bị ho rất là nhiều, có thể nói là mình có thể dùng cái từ là ho tới lòng phổi luôn đó, và ho mà đến nỗi mà cái ngực mình nó rất là đau. Đã vậy thì vì công việc áp lực là Mai Hân làm kế toán thì ngó cái computer từ sáng tới chiều, cho nên mình đã bị cái bệnh là nhức đầu kinh niên nữa. Cho nên sau khi dùng dược thảo nhất, đặc biệt nhất là cái Rizomax, thì mình đã thấy là cái bệnh nhức đầu của mình nó biến đi, hồi nào mình cũng không để ý luôn nữa. Rồi là bây giờ là mình không có bị bệnh, cái bệnh suyễn của mình mùa đông nó không có trở lại. Và cái điều mà mình giống như hồi nãy mình nói là nó quý hơn đối với mình là mình không có còn phải bị vô nhà thương nữa. Không, đã 2.5 năm rồi là không có bị phải vô nhà thương. Mình có sức khỏe, mình đi làm và mình không có cần phải coi như là vật vã với cái sức khỏe của mình. Thì cái đó là cái điều mà Mai Hân tâm đắc nhất. Yes. Wow. Vậy thì cũng Don Trang cũng đại diện những anh chị em Gift và các anh chị em có mặt trên Zoom cảm ơn cái lời chia sẻ của em Jessica Phan và Mai Hân Trần có mặt ngày hôm nay. Và mình cũng muốn gửi gắm tới tất cả các anh chị, vì hai người này là những người cũng như Don Trang và anh Văn là những người yêu sản phẩm Pharmanet, và mình dùng những cái dòng sản phẩm này đã cải thiện sức khỏe của mình rất là nhiều. Thành ra có nhiều khi anh chị nói là bệnh này được chữa, bệnh kia được khỏe, tự vì cái đó là cái cảm nhận của họ nha các anh chị. Mà những cái dòng sản phẩm này không có tính cách để chữa bệnh hay là để gọi là chữa trị một cái bệnh gì. Thành ra chúng ta lưu ý ở đây, tại vì nhưng mà khi mà giống như Don Trang nêu ra đó, khi mà nó cải thiện cái hệ miễn nhiễm của mình thì từ đó mình có thể lướt qua được rất là nhiều cái triệu chứng hoặc là những cái conditions mà mình có rồi. Dạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Cảm ơn dược sĩ Đoan Trang. Trước khi mà khép lại cái chương trình mà huấn luyện chuyên sâu về công nghệ sản phẩm ngày hôm nay của Gift, thì dược sĩ Đoan Trang có muốn nhắn gửi anh chị em nhà phân phối và anh chị em trong đội ngũ của gia đình Gift toàn cầu điều gì không, đứng trên cương vị là một người dược sĩ và đứng trên cương vị một người lãnh đạo kinh doanh? Xin mời dược sĩ. Dạ, cảm ơn anh. Sau khi nghe cái Zoom này đó anh, em nghĩ là những anh chị em nhà phân phối nào mà chưa có xài cái Rizomax là nên sở hữu cái loại này ngay lập tức, gọi là ngay và liền. Lý do tại sao em nói như vậy, tại vì có nhiều bạn nghĩ là ô, cái sản phẩm này chỉ cho những người nào có bệnh mới dùng, hoặc là cho những cha bậc mẹ, những người lớn tuổi đó. Thật sự mà các anh chị không thấy được là đây là cái dòng sản phẩm có khả năng để phòng chống, gọi là nó tăng cái hệ miễn nhiễm của mình lên và giúp cho mình có thể phòng chống virus, nhất là trong cái thời buổi này ha các anh chị ha, trong cái mùa bệnh dịch này. Chống, gọi là nó có antiviral activity, cái là chống lại vi khuẩn virus đó các anh chị. Và nó cũng giúp gọi là tiêu hủy những cái tế bào mà mật mọc không có trật tự. Thành ra đó là lý do tại sao mà không phải là những người lớn tuổi mới cần dùng, mà chúng ta những người trẻ, cái sản phẩm này không thể thiếu trong tủ thuốc hoặc là trong tủ dược thảo của mỗi gia đình. Văn rất là mừng người thấy cái trình độ tiếng Việt của dược sĩ Đoan Trang tăng lên rất nhiều. Cái tế bào lạ đấy thì dược sĩ gọi là cái tế bào mọc không có trật tự, nó lộn xộn, vô kỷ luật các anh chị. Nhân tiện là dược sĩ Đoan Trang nói vậy, Văn cũng xin nhắn gửi là bản thân gia đình Văn thì suốt 5 năm qua thì lúc nào trong nhà cũng có cái lọ này. Bà xã của Văn là Thanh Hà thì liên tục dùng cái này, tại vì phụ nữ thì rất là sợ là những cái tế bào lạ giống như là không có trật tự, giống như Đoan Trang vừa nói, nó phát sinh ra, nó gây ra ung thư vú rồi ung thư tử cung các anh chị, hay là những cái mầm mống mà những tế bào nó rất là nguy hiểm, cho nên là
Hà của nhà văn thì dùng cái này suốt 5 năm nay rồi và bạn ấy rất là khỏe mạnh. Ngoài những cái việc khác thì rất là yên tâm về cái việc là mình không có những cái sự mọc cái sự phát triển của những tế bào không, vô kỷ luật và ông dược sĩ Đoan Trang. Thời hạn đã hết, văn xin một lần nữa cảm ơn dược sĩ Đoan Trang rất là nhiều và cảm ơn hai bà nữ xinh đẹp đã đóng góp chia sẻ những cái câu chuyện rất là cụ thể và văn cảm thấy rất là cảm động ngày hôm nay. Cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi cái chương trình Zoom ngày hôm nay của GIP và xin hẹn gặp lại các anh chị vào chương trình ngày mai. Ngày mai sẽ là có một cái chương trình Zoom để mà huấn luyện chuyên sâu về những cái kỹ năng cơ bản trong kinh doanh này. Xin mến chào tất cả các anh chị và xin chúc các anh chị có sức khỏe tốt. Thank Bye you. bye. Bye. Chào cả nhà. Cảm ơn Văn, cảm ơn Đoan Trang, cảm ơn các anh chị. Cảm ơn Mai Hân và Jessica, anh Văn.